quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng và đây là vòng cuối cùng. Vòng đặc biệt. Tại vòng này, chỉ đội chơi xuất sắc nhất mới có cơ hội thử thách với bộ 3 câu hỏi trắc nghiệm cùng liên quan đến một chủ đề đúng và trùng khớp 3 đáp án. Đội chơi nhận được 2 vị trí gà đẻ trứng đúng và trùng khớp 2 đáp án. Đội chơi nhận được 1 vị trí gà đẻ trứng đúng và trùng khớp 1 đáp án hoặc không. Đội chơi mất quyền lựa chọn vị trí gà đẻ trứng. Và bây giờ mời các bạn hãy quay lưng vào nhau. Câu hỏi đầu tiên, trong lễ trao giải VTV Award ấn tượng VTV 2019, bộ phim Về Nhà Đi Con được vinh danh ở bao nhiêu hạng mục? A, 2 hạng mục, B, 3 hạng mục, C, 4 hạng mục. Xin mời mọi người. 5 4 3 2 1. Hết giờ, Di Khánh chọn C. Trong khi đó Khổng Tú Quỳnh lại chọn A. Cần ở đây là phải trùng khớp với đáp án. Đủ ở đây là đúng. Thế nên chắc chắn các bạn sẽ không vượt qua được câu hỏi này. Đáp án đúng của chúng tôi đó chính là 3 hạng mục. Dạ vâng ạ. Gồm có hạng mục phim truyền hình ấn tượng nhất, nam diễn viên ấn tượng nhất và nữ diễn viên ấn tượng nhất. Wow. Câu hỏi số 2, bộ phim Về Nhà Đi Con có bao nhiêu tập được công chiếu trên truyền hình? Chúng tôi không tính những tập ngoại truyện được chiếu trên nền tảng số là Internet. A, 80 tập, B, 85 tập và C, 90 tập. Khánh ơi, con này mà trả lời giống nha Khánh ơi. 5, 4, 3, 2, 1, hết rồi. Bên này là đáp án B ạ. Và Khổng Tú Quỳnh cũng là B. Từ nha, từ. Yeah. Quan trọng là đồng nhất với nhau, hồi nãy là sai giống nhau. Năm 2019, bộ phim truyền hình Về Nhà Đi Con trở thành hiện tượng không chỉ dành cho giới trẻ mà dành cho mọi lứa tuổi. Số tập phim là 85. Chính xác. Yeah, 85 đúng không? Xin chúc mừng. Cũng trong bộ phim này, nhân vật bố bảo do nam diễn viên nào thủ vai? A, diễn viên Anh Vũ, B, diễn viên Quang Anh, C, diễn viên Tuấn Tú. Xin mời. 5 4 3 2. Một. Em thấy Duy Khánh rất chắc chắn với sự lựa chọn này. Tại Khánh hay đọc báo. Duy Khánh chọn đáp án C. Không, Tú Quỳnh cũng chọn C. Có chắc chắn là đáp án C không? Khánh chắc chắn là khoảng 8 hoặc là 90%. Còn nếu như mà sai thì là chắc là mình nhầm lẫn. Thì hy vọng là các diễn viên trong phim cũng thông cảm cho Khánh. Dạ. Tuấn Tú là một MC được khán giả biết tới trước khi là một diễn viên. Nhưng thực ra anh ấy lại học diễn viên trước khi làm nghề MC. Bởi vì anh ấy học cùng lớp với tôi. À dạ. Xin được công bố vai diễn của nam diễn viên Tuấn Tú. Đó chính là vai diễn bố của nhân vật Bảo. Vậy là được hai đáp án là đúng rồi, được hai đáp án đúng. Chúng ta sẽ gà đẻ đúng không? Một lựa chọn vị trí gà đẻ. Bây giờ thì xin mời hai người, chúng ta sẽ tới với khu vực quen thuộc, đó chính là lựa chọn vị trí gà đẻ. Mười bốn quả trứng đã đẻ từ bảy vị trí gà được chọn gồm 1, 3, 6, 7, 8, 9 và 10. Trừ vị trí gà số 9 hết trứng, trong 9 vị trí gà còn lại, liệu may mắn có giúp vui lắm tìm ra quả trứng 100 triệu đồng giá trị nhất hay không? Họ sẽ được lựa chọn hai vị trí số 2 và số 5, những vị trí mà họ đã không được lựa chọn ở 3 vòng đầu tiên. Các bạn lựa chọn số mấy đấy nhỉ? Số 5 đi ha. Nói chung là ngày hôm nay tới vui là chính nên là em vẫn sẽ thoải mái hơn nhất trong cái việc chọn, là em nghĩ là thôi vậy chọn số 5. Chọn vị trí gà của đối phương. Của đội vui hơn đấy ạ, để xem có vui hơn được không đấy. 29 triệu mà bây giờ cộng thêm 100 triệu là 129 triệu. Nhiều các quá bạn sẽ làm gì với số tiền này? Nhiều quá sao không hết. Đối với không, em anh ơi, thì Duy Khánh là sẽ đi mua đồ hiệu ngay lập tức. Nữ hoàng hàng hiệu. Cô giáo hàng hiệu. Cái gì mà mới ra một cái là em là chỉ dám nhìn thôi, chứ còn Duy Khánh là ngay trên tay, ngay trên chân luôn anh. Thế là lại có clip đập hộp à? Duy Khánh thì không có clip đập hộp, nhưng mà chỉ cần đồ mới thôi là Khánh chụp ảnh. Gian dối. Và bây giờ xin mời vị trí gà số 5, đệ. Tới giờ này còn cũng còn hồi hộp. Thôi thôi lâu lắm rồi không có nha. Một âm thanh quen thuộc đã vang lên. Không sao, không sao. Đây chính là một trong hai chú gà chắc chắn không có trứng để đẻ. Và họ sẽ giữ nguyên số tiền thưởng, đó là 20
59 triệu đồng. Xin chúc mừng. Kể có tiền là vui rồi em ha. Bây giờ cùng xem gà đẻ được 100 triệu trong quả trứng sẽ là số mấy. Trời, đó chính là gà số 7. Wow, 100 triệu. Đây là chú gà đã đẻ 3 trứng trước đó. Và nếu như mọi người lựa chọn thêm một lượt đẻ nữa thì mọi người sẽ nhận được quả trứng vàng với trị giá là 100 triệu. Xin mời các bạn ra đây. 100 triệu ngày hôm nay đã không có chủ nhân, nhưng chúng tôi nghĩ rằng hơn cả 100 triệu đó là những giây phút vui vẻ, giải trí mà hai đội chơi vui lắm và vui hơn đã mang tới cho các quý vị khán giả. Và trước khi chia tay chương trình, cùng với số tiền thưởng là 29 triệu, họ còn nhận được một món quà nữa. Đó chính là một chiếc cúp lưu niệm của chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng gửi tặng cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Mong là đội vui lắm sẽ luôn luôn vui lắm 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 nha. Yeah. Và tôi tin là các quý vị khán giả cũng rất rất vui khi nhìn thấy những người chơi trong chương trình có tiền thưởng và ra về. Hãy nhớ khung phát sóng của chúng tôi. Đó chính là 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đối với em á là trên đời có triệu cái gai thì không đâu bằng việc là chân dài hơn em. Trời ơi, sang dễ sợ.